Con mèo thích ăn gì nhỉ? Có bạn nào biết không? Con khỉ ăn hoa quả, sâu bọ. Con thỏ thích ăn rau củ, lá cây. Cừu thì gắn liền với đồng cỏ. Mỗi loại động vật sẽ có những loại thức ăn phù hợp khác nhau. Có loài ăn cỏ, ăn lá cây, cũng có loài ăn thịt, là loài động vật săn mồi. Ngay cả côn trùng cũng có những loài chuyên dùng loài khác làm nguồn thức ăn. Những con voi to lớn sẽ tiêu thụ một lượng thức ăn khổng lồ. Ngựa và bò ăn ít hơn. Còn tùy thuộc vào khối lượng của động vật. Trong video này, hãy cùng tìm hiểu xem thức ăn của các loài động vật quen thuộc sẽ như thế nào nhé. Con dê. Dê là loài ăn tạp. Thức ăn chủ yếu là cỏ, lá cây. Chúng ăn hầu hết các loại cỏ và lá bắt gặp ở nhà. Dê còn có tập tính bí động. Chúng cũng khám phá những nơi chúng đi qua. Ngoài ra, vào từng thời điểm, dê cũng cần bổ sung tinh bột vào nguồn dinh dưỡng. Ngựa cũng là một loài ăn cỏ là chủ yếu. Chúng thích gặm cỏ tươi ở các đồng cỏ, trên núi. Hệ tiêu hóa của ngựa nhạy cảm nên thức ăn của chúng cũng đòi hỏi phải sạch và lành tính. Ngựa trưởng thành có thể có 4 chiếc răng, những chiếc răng chắc khỏe nhằm phục vụ cho mục đích gặm và cắn. Rất thú vị phải không các bạn? Thế giới không chỉ có các loài ăn cỏ. Loài sóc là loài gặm nhấm, thích ăn các loại hạt. Voi phải ăn một lượng cỏ khổng lồ để phát triển cơ thể to lớn. Ngỗng cũng là bậc thầy vật cỏ, thậm chí còn tốt hơn cả bò. Hổ có thể săn mồi. Đại điểu con trông như những cục bông. Hải âu ăn tôm, cá nhỏ ở các vùng biển. Những con ong bé nhỏ hàng ngày đi tìm mật và dự trữ ở trong tổ. Tùy vào môi trường sống mà các loài vật cũng tìm kiếm và tiêu thụ thức ăn theo những cách khác nhau. Có những thời gian lượng thức ăn dồi dào, nhưng cũng có những thời điểm phải nhọc công tìm kiếm. Con rùa. Rùa biển là loài sống độc lập từ khi mới chào đời. Chúng nở ra từ các quả trứng mà rùa mẹ vùi sẵn trong cát ở bờ biển. Ngay khi mới bắt đầu sự sống, rùa biển đã phải đối mặt với các nguy hiểm rình rập. Thức ăn của rùa biển chủ yếu là cỏ và rong biển. Một phần cũng ăn các loài sinh vật khác như sứa biển. Thank you.
con lợn. Lợn con khi còn nhỏ chủ yếu là sữa của lợn mẹ. Khi lớn lên chúng là loài ăn tạm và tạm ăn. Ngoài tự nhiên lợn con chủ yếu là cây cỏ, rau xanh và các loại củ. Con gà khác với lợn, gà con nở ra từ trứng và chúng cũng không uống sữa. Gà mẹ có nhiệm vụ bảo vệ và hướng dẫn đàn gà con tìm kiếm thức ăn. Gà ăn hầu như tất cả các thứ chúng tìm thấy, từ các dạng hạt chứa tinh bột tới các loài động vật nhỏ cung cấp protein như giun, dế, côn trùng. Chúng cũng ăn cả rau và cỏ. Con cua. Cua là động vật ăn tạp, tùy vào môi trường sống ở nước ngọt, các ao, hồ hay nước nợ. Nước mặn mà khẩu phần ăn cũng khác nhau. Nhưng nhìn chung, cua ăn tạp, chúng thích ăn thịt các loại nhuyễn thể như chai, ốc, hến, cá tạp, thậm chí ăn cả các con cua khác khi chúng mới lột xác. Con mèo. Mèo con mới sinh ra rất yếu ớt, chúng chưa thể di chuyển hay mở mắt. Những ngày đầu, nguồn dinh dưỡng của mèo con 100% đến từ sữa mẹ. Khi lớn lên, chúng ăn thức ăn chứa protein động vật là chủ yếu. Ngoài ra, theo bản năng, mèo còn săn bắt các loài động vật nhỏ như chuột, ếch, thằn lằn. Hà mã. Hà mã là loài động vật có vú ăn cỏ. Thức ăn của chúng là những loại cỏ mọc ở các cánh đồng thảo nguyên. Ngoài ra, hà mã còn rất thích ăn các loại trái cây như chuối, táo và dưa hấu. Con chó. Chó được con người nuôi từ rất lâu đời. Thức ăn của chó thường gắn liền với người chủ, nhưng các thành phần chính gồm có tinh bột và các loại thịt động vật. Ha ha ha.